Nó đến nghiên cứu thì chúng em cảm tưởng nó như kiểu là một quả đồi rất là to, chắc là mình không thể bước qua nổi, thấy khó lắm, chắc là mình không làm được. Đấy, nhưng mà dùng từ nghiên cứu thì chúng em chỉ cảm thấy nặng nề thôi, thực ra thì chỉ là tìm hiểu một vấn đề hay gì đấy tại cộng đồng của mình. Tại sao trẻ em nữ lại điều kiện như thế thì trẻ em nữ lại không được đi mà trẻ em nam lại được đi? Kết quả thì chúng em cũng tìm ra được rất là nhiều nguyên nhân ạ. Thứ nhất là các bạn ý có quá chia sẻ là bố mẹ không cho đi học bởi vì sợ các bạn nữ mang thai. Như thế thì lại mang tiếng cho gia đình cũng như là bản thân bạn đấy. Em cảm thấy là khi tham gia dự án này thì trước kia thì em không dám nói chuyện với bất cứ ai, nhưng bây giờ em thì không sợ nữa rồi. Ai cũng nói, cũng dám nói. Ngược lại còn nói nhiều nữa. Chứ họ cũng có ý kiến là tại sao phụ nữ lại được cầm vào máy ảnh để đi chụp ảnh. Và qua cái này thì em cũng mong muốn là nếu như mình làm được một cái điều gì đấy thành công ấy, thì họ sẽ nhìn vào phụ nữ một cách khác hơn. Trước đó thì họ cứ gọi nghĩ là phụ nữ chúng em sẽ không làm được gì, nhưng mà nếu như mà chúng em làm được những điều nho nhỏ như thế này thành công thì em nghĩ là họ sẽ có một dần dần có một cái gì đó, cách nhìn khác hơn.